vui khi được gặp lại quý khán giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình tin tức tổng hợp Trà Vinh hôm nay phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Tấn nga, à, Hồng Nhi kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật thư giãn và hạnh phúc bên gia đình. Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Trà Vinh trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp tại Bến Tre. Mỏ cát trên sông Tiền được mua với giá hơn 2.811 tỷ đồng người tự tổ chức đám tang giả cho chính mình bị khởi tố. Ai Cập phát hiện thành phố vàng 3.000 năm tuổi. Khám phá ngôi nhà thu gom rác thải nhựa Thưa quý vị, đoàn công tác tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, vừa đến tìm hiểu việc thực hiện chương trình đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Bến Tre. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện cùng đoàn công tác đã tìm hiểu kinh nghiệm thực hiện chương trình số 10 của tỉnh ủy Bến Tre về đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 1 2016-2020, công tác kết nối, hỗ trợ vốn khởi nghiệp và quỹ đầu tư khởi nghiệp của tỉnh Bến Tre. Bến Tre đã hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp hoàn chỉnh, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, khơi dậy tinh thần doanh nhân của người Bến Tre, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Chương trình đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp đã phát triển mới 2.500 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký khoảng 20.600 tỷ đồng so với giai đoạn 2011-2015 đạt 166% chỉ tiêu nghị quyết, thu hút 26 dự án FDI và 155 dự án trong nước. Chương trình đã góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, với những kinh nghiệm từ thực tiễn của Bến Tre, giúp cho tỉnh Trà Vinh vận dụng triển khai các hoạt động cụ thể về hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dư luận tại tỉnh An Giang đang xôn xao việc đấu giá quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền từ 7,2 tỷ đồng khởi điểm nhưng đã được đại gia ở thành phố Hồ Chí Minh đấu trúng với giá 2.811 tỷ đồng. Được biết đây là kết quả qua 45 vòng đấu giá và tăng hơn gấp 390 lần so với giá khởi điểm. Theo đó, mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới có trữ lượng khoảng 3 triệu khối cát được niêm yết giá khởi điểm 7,2 tỷ đồng có 19 doanh nghiệp nộp đơn tham gia đấu giá quyền khai thác. Kết quả một doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã trúng đấu giá với số tiền gần 2.812 tỷ đồng, tăng hơn gấp 390 lần so với giá khởi điểm. Một chủ doanh nghiệp chuyên về kinh doanh khai thác cát tại An Giang cho biết, đối với mỏ cát có trữ lượng 3 triệu khối nhưng đấu giá lên đến hơn 2.800 tỷ đồng để khai thác là chuyện quá sốc đối với giới kinh doanh khai thác cát. Đây là giá trúng quyền khai thác mỏ cát cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn An Giang. Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, thông tin tỉnh sẽ yêu cầu đơn vị trúng tuyển khai thác mỏ cát nêu trên nộp 176 tỷ đồng theo quy định trước khi công bố kết quả trúng thầu. Sau đó nộp tiếp 20% nữa thì tỉnh mới quyết định cấp quyền khai thác mỏ. Thưa quý vị, lần đầu tiên đấu giá, An Giang thu về gần 3.000 tỷ từ giá khởi điểm chưa tới 8 tỷ. Cách làm của tỉnh này thực sự đã đo được giá trị của những mỏ cát vàng trên sông Tiền và sông Hậu mà giới khai thác cát thèm thuồng. Tuy nhiên, sự việc cũng đang gây tranh cãi vì nhiều người cho rằng việc trên lệch giá này sẽ dẫn đến câu chuyện sạt lỡ xảy ra khi doanh nghiệp cố khai thác cho lại vốn. Vấn đề sạt lở mà Hồng Nhiên nhắc tới cũng vừa xảy ra ở bờ sông Hậu, khu vực xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, mà theo người dân sở dĩ đoạn bờ sông bị sạt lở là do có sự tác động của doanh nghiệp khai thác cát trái phép. Theo đó, vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 7 tháng 4, đoạn bờ sông Hậu, Khu đất bãi bồi thuộc xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xảy ra vụ sạt lở đất bờ bao bảo vệ ao cá tra dài khoảng 150m, và làm sập trôi một căn nhà tiền chế bằng gạch trị giá 250 triệu đồng của người dân. Ngay sau đó, một trạm điện và trạm bơm nước của doanh nghiệp nuôi cá tra gần đó cũng bị cuốn xuống sông Hậu, ước thiệt hại trên 3,5 tỷ đồng ngay sau khi nhận được tin báo của người dân phòng khoáng sản nước và biến đổi khí hậu phối hợp đơn vị chức năng huyện chợ mới đến hiện trường thực hiện công tác quan trắc để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là khu vực bãi bồi với nền đất yếu thế nhưng nhiều hộ dân và doanh nghiệp tự ý lấn chiếm để xây dựng các công trình như trụ điện trạm bơm nước và kho chứa thức ăn chăn nuôi lên bên trên nên gây trượt đất một cách tự nhiên riêng vấn đề về môi trường do nước thải từ các ao nuôi cá này ra sông hậu như thế nào sẽ do đơn vị khác xử lý trong thời gian tới Chuyển sang thông tin về y tế đáng chú ý, Bộ Y tế vừa có đề xuất các trường hợp được phép nhập cảnh vào Việt Nam có hộ chiếu vaccine đều phải cách ly 14 ngày, xét nghiệm ít nhất 2 lần. Thông tin trên được đưa ra trong cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vào chiều qua, khi đề cập phương án áp dụng hộ chiếu vaccine. Theo đó, Bộ Y tế đề xuất các công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ có thỏa thuận song phương, đa phương với Việt Nam về hộ chiếu vaccine phải được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo khuyến cáo của WHO và Việt Nam, đã được tiêm trong khoảng thời gian ít nhất 2 tuần và không quá 12 tháng kể từ ngày tiêm mũi vaccine cuối. Những trường hợp xuất nhập cảnh có sử dụng hộ chiếu vaccine cần phải có mã QR, xác nhận hoặc xuất trình chứng nhận đã được tiêm vaccine, xin phòng Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ. Về phương án cách ly, Bộ Y tế đề xuất các trường hợp được phép nhập cảnh vào Việt Nam, thực hiện cách ly tập trung 7 ngày tại các cơ sở cách ly tập trung theo quy định, xét nghiệm 2 lần, lần 1 ngày đầu tiên sau khi nhập cảnh vào cơ sở cách ly, lần 2 vào ngày cách ly thứ 6. Trường hợp có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính, tiếp tục chuyển cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong thời gian 7 ngày, thực hiện xét nghiệm lần 3 vào ngày thứ 14, nếu âm tính, kết thúc quá trình cách ly. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, thực hiện cách ly, điều trị tại cơ sở y tế. Trước thông tin nhà xe bệnh viện sản Cà Mau bị nhà thầu khóa không cho sử dụng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo bệnh viện khẩn trương khắc phục ngay những vướng mắc giữa nhà thầu thuê dịch vụ giữ xe và bệnh viện. Đến chiều qua, nhà giữ xe của bệnh viện sản Nhi Cà Mau đã hoạt động bình thường. Trước đó, theo phản ánh của Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau, sau khi hết hợp đồng, Bệnh viện không ký lại với nhà thầu dịch vụ trong giữ xe vì nhà thầu vi phạm nghiêm trọng điều khoản hợp đồng. Cụ thể, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên bệnh viện đã giảm giá cho nhà thầu từ hơn 71 triệu đồng xuống còn khoảng 68 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, liên tục nhiều tháng liền đơn vị trúng thầu không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, còn nợ bệnh viện hơn nửa tỷ đồng. Vì vậy, khi hết hàng hợp đồng, bệnh viện đã thông báo đến nhà thầu nhiều lần để khắc phục, yêu cầu giao lại nhà giữ xe, nhưng phía nhà thầu không bàn giao. Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau đã mời cơ quan chức năng đến để mở khóa nhà xe nhưng nhà thầu không hợp tác. Do đó, bệnh viện buộc phải sắp xếp bãi đầu xe ở nơi khác, đồng thời thay đổi toàn bộ quy trình kiểm tra, sàng lọc, phòng chống Covid-19 đối với người ra vào bệnh viện, khiến lực lượng làm nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn. Sau khi lực lượng chức năng vào cuộc, đại diện Bệnh viện Sản Nhi đã làm việc với đại diện nhà thầu là ông Lê Đức Toàn. Tại buổi làm việc, ông Toàn đã đồng ý bàn giao nhà giữ xe cho bệnh viện. Hai bên đã thống nhất ký biên bản bàn giao. Tiếp theo trong phần sau người tự tổ chức đám tang giả cho chính mình bị khởi tố. Ô tô tông hàng loạt xe máy, hai người chết, 5 người nguy kịch. Bà Trần Thị Tuyến, 56 tuổi, ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, là người tự mua quan tài về để tổ chức đám tang giả nhằm lừa dối chủ nợ gây xôn xao dư luận thời gian qua, vừa bị bắt tạm giam. Cùng với đó, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can với bà Tuyến về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hôm 29 tháng 3, bà Tuyến cùng hai người thân sang tỉnh Đồng Tháp mua quan tài, rồi bỏ vào ba bao cát, chở về nhà để tổ chức đám tang cho chính mình. Nhiều người thân quen đến giếng phát hiện điều bất thường vì nguyên nhân bà này chết được đưa ra bất nhất do bệnh, tai nạn, bị chủ nợ sát hại tại thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp. Do cuộc xác minh, cơ quan chức năng lấy lý do đây là án hình sự phải điều tra. Đồng thời bà Tuyến có đến dùng biên giới nên phải tiến hành tiêu độc sát trùng phòng COVID-19 để mở quan tài kiểm tra. Khi quan tài được mở ra vào sáng 31 tháng 3, nhiều người ngạc nhiên vì bên trong là ba bao tải cát và khoảng 10 kg gốc hoa huệ. Cùng lúc đó bà Tuyến xuất hiện và khai với cơ quan điều tra làm đám tan giả để thử thách lòng chung thủy của chồng. Tuy nhiên dư luận cho rằng bà này làm đám tan giả để trốn nợ. Đối với số tiền phúng điếu tại đám tan giả của bà Tuyến, hiện đang được cơ quan chức năng tạm giữ và tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, nhận thấy những vấn đề liên quan đến căn cứ công dân đang được mọi người quan tâm, nên đối tượng này đã đăng tải nhận làm căn cứ công dân số đẹp để tăng tương tác bán hàng online. Sáng nay, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Trần Văn S, tên viết tắt 29 tuổi, ngụ xã Sông Mai, thành phố Bắc Giang, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Ngày 22 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện trên mạng xã hội Facebook có một tài khoản đăng bài viết với nội dung nhận làm căn cứ công dân số đẹp với giá 40-50 triệu đồng. Cụ thể, người đang cho rằng có thể làm 4 số cuối của căn cứ công dân giống nhau, tứ quý, với giá 50 triệu đồng, ba số cuối giống nhau, tam qua và số tiền, ví dụ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 với giá khoảng 40 triệu đồng. Qua xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định chủ tài khoản Facebook tên là Trần Dân S. Tại cơ quan công an, S khai nhận bản thân bán hàng online, làm cộng tác viên bán sim số đẹp trên mạng xã hội Facebook nên đã sao chép nội dung nhận làm căn cứ công dân số đẹp trên mạng nhằm câu like, câu view và tăng lượng tương tác phục vụ việc bán sim. Liên quan đến vụ việc người dân tố công an xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, tự ý thu của người dân 100.000 đồng khi làm căn cước gắn chip, chính quyền xã Tiên Minh vừa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai công an viên của xã này để làm rõ nội dung người dân phản ánh. Theo quyết định, hai công an viên xã Tiên Minh bị tạm đình chỉ công tác là ông Vũ Văn Bảo và ông Bùi Văn Thoại, thời gian tạm đình chỉ công tác là 15 ngày bắt đầu từ ngày 8 tháng 4. Trước đó, người dân phản ánh về việc công an viên thuộc công an xã Tiên Minh thu 100.000 đồng của người dân khi đổi chứng minh nhân dân chính số, căn cứ công dân 12 số sang thẻ căn cước gắn chip. Việc thu tiền này được công an viên giải thích là làm dịch vụ sẽ đến tận nhà trao thẻ căn cước gắn chip cho người dân. Qua điều tra xác minh, cơ quan chức năng xác nhận có tình trạng thu lệ phí đúng như người dân phản ánh. Ngay sau đó, công an huyện Tiên Lãng đã yêu cầu đồng chí công an viên trả lại tiền thừa. Hiện công an thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác minh làm rõ và xử lý các trường hợp sai phạm. Tiếp nối là thông tin về tai nạn giao thông. Tối qua, tại xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, xảy ra vụ xe ô tô 7 chỗ chạy với tốc độ cao, tông vào 4 xe máy đi trên đường, khiến hai người phụ nữ tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương. Tài xế gây ra vụ tai nạn sau đó đã đến đầu thú và tư nhận đã sử dụng rượu bia trước khi lái xe. Thông tin ban đầu khoảng 18 giờ 40 phút tối qua, tài xế Châu Văn Ánh 46 tuổi, ngụ thôn Tây Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam điều khiển ô tô 7 chỗ biển số 92A 18325 lưu thông trên đường DH03 DL theo hướng từ xã Đại An đi xã Đại Cường, huyện Đại Lộc. Khi qua địa phận thôn Phú Hòa, xã Đại An, xe này đã tông vào bốn xe máy và va chạm với một xe tải chạy ngược chiều. Hậu quả hai người tử vong tại chỗ, năm người bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô sau khi gây tai nạn leo lên sân nhà một người dân. Một xe máy nằm dưới gầm ô tô và ba xe máy khác nằm trên đường hư hỏng nặng. Hiện sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc ô tô phanh gấp khiến 5 phương tiện phía sau không kịp xử lý gây tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Đến trưa nay, cảnh sát giao thông Phú Lâm, công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trước đó khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, dòng xe dày đặc lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ quận 12 về huyện Bình Chánh. Khi đi đến gần cầu vượt Gò Mây, phường Bình Hưng Hòa B, một chiếc ô tô chạy phía trước phanh gấp, khiến các xe phía sau gồm 3 ô tô, một xe tải, xe khách dường nằm, tông liên tiếp vào đuôi nhau trên đường. Hậu quả cả năm phương tiện bị hư hỏng, vụ tai nạn không có thương vong về người nhưng khiến giao thông bị ủng tắc. Phần tin thế giới hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Ai Cập phát hiện thành phố vàng 3.000 năm tuổi Bị chính phủ phát thuốc tránh thai lỗi, 170 phụ nữ Chile sót vì mang bầu Thưa quý vị, một thành phố chìm trong cát thành lập cách đây hơn 3.400 năm có tên là Aten vừa được các chuyên gia khảo cổ khai quật ở Luxor, miền Nam Ai Cập. Đây được xem là một trong những phát hiện quan trọng nhất kể từ khi khai quật lăng mộ của Tutankhamun. Aten được xác định có niên đại từ thời vua Amenhotep III, người trị vì từ năm 1391 đến năm 1353 trước công nguyên, và là một trong những pharaoh quyền lực nhất của Ai Cập. Thành phố vẫn tiếp tục tồn tại dưới thời các pharaoh và Tutankhamun. Các đồ trang sức như nhẫn cũng đã được khai quật, cùng với các bình gốm màu, bùa bào hung và gạch mùng mang các con dấu của Amenhotep III. Nhóm nghiên cứu đã bắt đầu khai quật vào tháng 9 năm 2020 giữa những ngôi đền của Ramses III và Amenhotep III gần Luxor, cách thủ đô Cairo 500 km về phía nam. Sau 7 tháng khai quật, một số khu vực lân cận đã được phát hiện, bao gồm một tiệm bánh hoàn chỉnh với lò nướng và đồ gốm lưu trữ, cũng như các khu hành chính và dân cư. Theo các nhà khảo cổ học, Amenhotep III kế thừa một đế chế trải dài từ sông Eurates đến Sudan và qua đời vào khoảng năm 1354 trước công nguyên. Hoàng thân Philip, chồng của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, qua đời ở tuổi 99 vào hôm qua, theo giờ địa phương. Ông kết hôn với nữ hoàng được 73 năm. Hiện chưa có thông tin chính thức về đám tang của hoàng thân Philip, tuy nhiên theo nguyện vọng của ông lúc còn sống, đám tang sẽ được tổ chức theo nghi thức hoàng gia, chứ không phải theo tang lễ cấp nhà nước. Hoàng thân Philip qua đời tại lâu đài Windsor, chỉ chưa đầy một tháng kể từ khi ông xuất viện sau thời gian phải điều trị ở London Đôn vào tháng 3 do bị nhiễm trùng và phẫu thuật tim. Nữ hoàng Elizabeth đề nghị 94 tuổi hiện tạm dừng các nhiệm vụ của hoàng gia. Các hoạt động nhà nước cũng đã bị tạm dừng và không có luật nào được sự chấp thuận của hoàng gia. Thời gian bổ sung của quốc tàng dự kiến tiếp tục sau 8 ngày đầu tiên. Vương quốc Anh dự kiến trải qua 10 ngày để tang và hoàng gia Anh sẽ kéo dài thời gian này thêm 30 ngày. Hoàng thân Philip kết hôn với nữ hoàng Elizabeth năm 1947, cặp đôi có bốn người con, 8 người cháu và 10 người chắc. Trước giờ sức khỏe của ông được đánh giá khá tốt, thậm chí khi đã ngoài 90 tuổi. Ông vẫn chở nhiều chính khách các nước khi họ có dịp ghé thăm Anh. Năm 2013, Hoàng thân Philip nhập viện vì nhiễm trùng bàng quang và phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Tháng 3 năm nay, ông trải qua một ca phẫu thuật tim. Hoàng thân Philip, phu quân của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là người tràn đầy niềm tin một nhân vật vĩ đại của thế kỷ và là tấm gương phục vụ trung thành cho tổ quốc. ông đã được trao tước hiệu công tước xứ Edinburgh với nhiều công hiến, đóng góp tích cực trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao thời hậu chiến giữa vương quốc Anh và Đức, nhận được sự tình yêu kính trọng trong trái tim của hàng triệu người dân nga, góp phần to lớn trong việc thay đổi cuộc sống của trẻ em trên toàn cầu. ít nhất 170 phụ nữ ở Chile chuẩn bị đâm đơn kiện vì mang thai ngoài ý muốn sau khi uống thuốc ngừa thai do chính phủ phân phát. Thuốc người thai dạng viên có vấn đề trong trường hợp này do Silesia, công ty con của hãng dược Runenthal, Đức sản xuất. Chile chỉ cho phép phá thai hợp pháp trong 3 trường hợp. Bị cưỡng hiếp, thai nhi không thể sống hoặc thai phụ gặp nguy hiểm. Thuốc người thai dạng viên có vấn đề trong trường hợp này là Anules DC, công ty do Silesia sản xuất. Hiện Corporation Males đang kêu gọi chính phủ Chile bồi thường cho các phụ nữ bị ảnh hưởng và cho phép phụ nữ phá thai an toàn hợp pháp. Hiện nay không bên nào chịu nhận trách nhiệm, cả cơ quan y tế cộng đồng Chile, gọi tắt là ISB, lẫn Silesia và công ty mẹ của Silesia ở Đức. Lô thuốc đầu tiên gồm 139.160 vỉ anulet đã được Silesia tuyên bố thu hồi vào ngày 24 tháng 8 năm 2020 sau khi một trung tâm y tế ở vùng nông thôn phát hiện sáu vỉ thuốc có vấn đề, cụ thể là xuất hiện giả dược ở nơi lẽ ra phải có thuốc thật. Sau đó, cơ quan y tế cộng đồng Chile, gọi tắt là ISB, thông báo thu hồi toàn bộ lô thuốc, nhưng do thiếu chiến lược vận động mạnh mẽ trên toàn quốc, thông báo này không được nhiều người biết đến. Một tuần sau đó, thêm một lô thuốc khác tại bệnh viện ở thủ đô Santiago bị phát hiện lỗi tương tự. Trong lô thuốc này xuất hiện tình trạng thiếu thuốc trong hộp hay thậm chí thuốc bị nghiền nát. Lô thuốc này sau đó cũng được thu hồi. ISP tuyên bố ngừng phân phát thuốc Silesia, nhưng lúc đó đã quá trễ. Tổng cộng 276.890 vị thuốc thuộc hai lô bị lỗi đã đến các trung tâm kế hoạch hóa gia đình trên khắp Chile. Nhiều phụ nữ chỉ phát hiện vụ việc khi được chẩn đoán mang thai dù vẫn uống thuốc ngừa. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng cao, từ ngày 12 tháng 4, Hàn Quốc sẽ tái áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm đối với các quán bar, karaoke, hộp đêm và các địa điểm giải trí về đêm. Thủ tướng Hàn Quốc Trung se cho biết các biện pháp giãn cách sẽ được kéo dài trong 3 tuần. Những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 hàng ngày đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng trở lại đây. Thủ tướng Hàn Quốc cho biết để tránh làn sóng lây nhiễm thứ tư, cần duy trì mức độ giãn cách hiện nay và dựa theo tình hình ở mỗi địa bàn để có biện pháp phù hợp. Theo đó, lệnh cấm ăn uống ở các nhà hàng, quán bar, karaoke sau 22 giờ đêm và cấm tụ tập trên 4 người vẫn được duy trì. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 ở Hàn Quốc đã lên tới hơn 108.000, trong đó có gần 1.770 ca tử vong theo trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh hàn quốc nhiều chùm lây nhiễm đang hình thành mà nguồn lây là những người từng đến các nhà thờ quán bar phòng tập gym chủ yếu ở vùng thủ đô seoul Thưa quý vị, thời gian qua, phong trào chống rác thải nhựa đã và đang tạo nên sức lan tỏa ở nhiều nơi nhằm hướng đến một môi trường xanh sạch đẹp trong tương lai. Tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, mô hình ngôi nhà thu gom rác thải nhựa vừa được triển khai và bước đầu phát huy hiệu quả tích cực, được người dân đồng tình hưởng ứng. Hãy cùng chuyên mục khám phá hôm nay đến tham quan mô hình độc đáo này nhé. Tuy theo điều kiện của mỗi địa phương, ngôi nhà thu gom rác thải được thiết kế phù hợp từ các nguyên vật liệu cơ bản là sắt thép, lưới và tận dụng cả hoa kiểng để trang trí xung quanh, tạo sự bắt mắt, thu hút sự tham gia của người dân. Đây là ngôi nhà thu gom rác thải nhựa tại ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây, được đặt tại văn phòng ấp, chi phí lắp đặt 2,5 triệu đồng và dễ dàng di chuyển bằng bánh xe di động. Với mô hình này, hàng ngày hoặc hàng tuần, người dân trong khu dân cư ấp sẽ thu gom rác thải nhựa như chai nhựa, lon, hộp giấy sau khi sử dụng bỏ vào ngôi nhà tôi thấy cái ngôi nhà thu gom nhựa đó thì tôi thấy cũng vui nhưng mà vui là lý do là cũng như là tôi góp được cái phần nào nho nhỏ Hồi sớm tôi bây giờ đồng lòng đó năm ba bữa cái năm ba chị súng lại đi bỏ một lần hiện mô hình đã có nhiều người dân cùng chung tay tham gia không chỉ góp phần làm sạch môi trường xung quanh mà ngôi nhà thu gom rác thải ra đời còn giúp các xã nông thôn mới đạt tiêu chí 17 về môi trường trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới mình sẽ bán cái nhựa đó ra lấy cái tiền đó mình sẽ giúp cho những hộ khó khăn dưới những bà cụ neo đơn thì phong trào phụ nữ cũng là ủng hộ nói chung là hội viên và phụ nữ đều ủng hộ rất là tốt Định kỳ hàng tuần, hàng tháng và quý, các địa phương sẽ tổng hợp để bán phế liệu một lần. Số tiền thu được từ việc bán rác thải nhựa sẽ dùng để gây quỹ giúp đỡ học sinh nghèo, hỗ trợ phụ nữ nghèo và tặng quà thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn những cái hoạt động nhỏ của chị em góp phần cho các chị em phụ nữ nghèo có điều kiện để mà trang trải trong cuộc sống nhằm cắt giảm rác thải nhựa các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp còn tặng thùng rác hộ gia đình hướng dẫn cách phân loại rác vận động người dân sử dụng túi thân thiện với môi trường và các sản phẩm tái sử dụng đồng thời tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường trồng hoa trước nhà tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể đón xem chương trình phát lại lúc 22 giờ 10 phút tối nay trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Một lần nữa kính chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ, Tấn Nga, Hồng Nhi xin kính chào tạm biệt.